khá Bảnh đáng sợ như thế nào mà Phạm Tuấn từng phải khiếp. Phạm Tuấn tiết lộ sự đáng sợ trong căn phòng của Khá Bảnh khi anh lần đầu tiên qua ở cùng người đàn anh. Đó là lối sinh hoạt theo những nguyên tắc quy định riêng. Trong căn phòng quyền lực đó, Khá Bảnh sống như một ông vua, có người dâng thức ăn tới tận miệng. Xong nha, sau anh Khá xuống đấy, còn anh Khá còn cơm bưng nước rót nữa. Anh Khá chỉ ngồi im một chỉ đạo các thứ, cơm bưng nước rót. Ăn hoa quả nha, ăn quả cóc nha, còn có người chấm cho mồm. Mỗi người đàn em của Khá Bảnh có nhiệm vụ và được Khá Bảnh phân vai vào các nhân vật anh hùng khác nhau như Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ. Đây là anh Giang chưa? Em biết mà. Đây là bạn anh, Lý. Còn đây là Vương Triều, Mạnh Dũng. Đây là Mã Hán, Hùng Dương. Đây là Trương Long, Nguyễn Tấn. Đây là Triệu Hồ, Mã Tuấn, đúng chưa? Vị trí ngồi cũng phải theo thứ tự, Khá Bảnh ở vị trí quan trọng nhất. Ngang hàng là người bạn, người anh, có tiếng nói và góp ý cho Khá Bảnh. Phía dưới là những người ở vị trí thấp hơn và nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Phạm Tuấn và Tấn Biện, hai người em ít tuổi nhất, xếp ở vị trí dưới cùng, thường được Khá Bảnh sai khiến làm các việc trong nhà. Cảnh này có thể khiến chúng ta liên tưởng tới các ban bị, tới cách sắp xếp nhân sự từ trên xuống dưới của các vương triều phong kiến. Theo quy định của Khá Bảnh, mỗi khi có một người nào đó xin làm đàn em, thì khi được nhận phải thi hành lễ nhập môn với ba gậy bóng chảy đã thủ sẵn trong nhà. Là hôm nay anh chẳng ai về nhập môn, anh là phải ăn ba gậy, em hiểu không? Anh đánh em ba gậy. Gậy thứ nhất là nhập môn hầm, môn anh. Gậy thứ hai là gậy mà em chửi tất cả anh em, các anh lớn ở trên mạng xã hội, thì là anh đánh gậy này các anh em bỏ qua hết cho em, được chưa? Thằng Tấn lấy gậy đây cho anh. Chúng ta đang ở thời đại 4.0 và chế độ phong kiến đã hoàn toàn bị xóa bỏ, nơi vua chúa luôn có các thuộc hạ phục tùng. Một xã hội hiện đại là nơi mọi người nên được đối xử một cách công bằng và ngang hàng. Dẫu biết rằng có thể trong căn phòng này, những người đàn em của anh ta có thể tự nguyện vì anh ta mà phục tùng, nhưng nó không nên để giới trẻ học tập và nói theo. Sẽ làm sao nếu hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ khác cũng học tập theo idol Khá Bảnh và thiết lập một vương triều ngay trong nhà như vậy? Và rồi các ông tướng này khi ra đường chạm mặt nhau sẽ ra sao? Liệu ông tướng nào cũng chịu nhìn nhượng hạ mình hay không? Hay sẽ phải có các cuộc tỉ thí phân cao thấp? Đó là một mối nguy tiềm ẩn cho một xã hội yên bình và có trật tự.